Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay quý vị và các bạn có khỏe không? xin chào, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lò Khởi Nghiệp Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là lối sống tối giản và sống hào sản như thế nào Cái kênh Lò Khởi Nghiệp này là ra đời để mà giúp mọi người khởi nghiệp giúp mọi người bán hàng, giúp mọi người thành công trong lĩnh vực kinh doanh Vậy tự nhiên cái sống tối giản rồi sống hào sản đó là làm cái gì? có liên quan đó các bạn liên quan một cách mật thiết các bạn khi bạn ra bạn làm kinh doanh khi bạn ra bạn khởi nghiệp mà bạn không hào sản mà bạn không sống tối giản thì nó hơi mệt cho bạn chút xíu tại sao nó mình nói nó hơi mệt tại vì nếu bạn sống hào sản sống tối giản tối giản là sao tối giản là nghĩa là tinh giảm hay tất cả những thứ mà bạn cần thiết tại sao mình nói phải sống tối giản có nghĩa là khi bạn làm kinh doanh đó bạn phải tối giản khi mà mới bắt đầu làm á bạn không thể nào mà banh ra làm cho quá trời tốn tiền rồi xây dựng văn phòng, rồi thuê người về làm, rồi nói chung là thuê văn phòng, rồi thuê mướn nhân sự, rồi mua đồ đạc rồi office, điện thoại, công ty rồi máy vi tính rồi, nếu các bạn làm càng nhiều là bạn tốn tiền càng nhiều các bạn. Bởi vì mình nói hãy tinh giản giảm nó xuống tối giản nó càng càng giảm càng tốt bạn chỉ cần một cái điện thoại thôi và kết nối internet rồi bạn làm trước khi nào bạn thành công rồi đó khi nào bạn công ty chạy được rồi đó khi mà đã có nhiều đơn hàng rồi lúc đó thì bạn mới nên mở rộng ra thì lúc đó nó mới tốt còn hiện tại bây giờ bạn cứ một mình thôi the man in the middle the man do everything đó một cái người đàn ông làm hết tất cả mọi thứ một cái người đàn ông hoặc là một người phụ nữ làm hết mọi thứ các bạn một mình các bạn làm hết mọi thứ tối giản thôi các bạn càng giảm càng nhiều chi phí càng tốt các bạn tối giản mình có rất là nhiều người nhân viên người nhật và mình đã từng học tiếng nhật và mình biết tiếng nhật và mình đã đi qua nhật rồi mình thấy người nhật người ta rất là hay người ta rất là tối giản và người ta làm việc rất là hiệu quả các bạn cái gì nó cũng đơn giản cái gì nó cũng gọn gàng các bạn nhìn có cái khu vườn của người nhật đó, nó tuyệt vời lắm nó đối, tối giản lắm ở nhà người nhật cũng vậy tại vì người ta có động đất đó, các bạn người ta không thể nào mua nhiều đồ hoặc là đồ người ta trang trí đầy nhà hết các bạn không có người ta rất là sống rất là giản dị tối giản lắm người ta đi ra đi vô nhà ngửa người ta rất là rộng đồ người ta bạn nhìn vô nhà không thấy gì hết á thấy cái căn nhà không à, nguyên cái phòng trống trơn không có gì rộng á đó cái gọi đó là gọi là tối giản bạn nhìn vô thấy đồ đạc nhìn thấy nó chật chội nó khó chịu còn nếu mà vô văn phòng nhìn thấy gọn gàng và sống và sắp xếp mấy cái đồ đạc trong văn phòng gọn gàng ngăn nắp lại tối giản tinh giảm được bút xài thì có một hai cây bút là đủ rồi chứ họ không có sử dụng nhiều các bạn mà cái cuốn sách lối sống tối giản của người nhật rất là hay các bạn có tham khảo những cái trên internet thì họ đơn giản tinh giảm hết tất cả mọi thứ họ có thể để cho người ta có được cái môi trường tốt và họ nhìn xung quanh họ thấy có rất nhiều năng lượng để người ta có thể làm việc các bạn các bạn cứ tưởng tượng nếu mà bạn vô văn phòng nhìn thấy nó bừa bộn nó tùm lum hết thì cái năng lượng của bạn cũng không có thì một ngày nên dành khoảng 5 phút cho đến 10 phút buổi sáng và buổi chiều buổi sáng là trước khi bắt đầu vào làm để mà mình sắp xếp lại không những là mà sắp xếp cái vật lý hoặc là những cái mà bạn thấy mắt thấy tai nghe mà còn phải sắp xếp những cái trong máy tính nữa để cho nó gọn gàng cho nó nó dễ làm việc các bạn như vậy thì bạn làm việc nó hiệu quả nó tốt hơn các bạn chia những cái folder ra có tên cụ thể rồi để đồ ở chỗ nào thì mình biết để mình đi lấy cho nó dễ các bạn trên ổ cứng và cũng như là trên thực tế ở trên văn phòng của các bạn rồi ngoài ngoài ra làm sao mà khi mà làm doanh nhân làm gì phải sống hào sản chi vậy nói các bạn cái gì rồi phần đầu thì mình nói về lối sống tối giản còn thứ hai là hào sản khi là doanh nhân mà nếu mà bạn không hào sản thì khó mà thành công nữa các bạn khó mà có thể mà đạt được những cái điều mà mong đợi những cái việc lớn có những người người ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng mà họ không xứng đáng với cái chữ doanh nhân hoặc là doanh chủ các bạn tại vì họ sống họ làm ăn họ kiếm được nhiều tiền họ chỉ để phục vụ cho mục đích của chính họ và mục đích của gia đình của họ hoặc là cái công ty của họ thôi họ không có nghĩ vào cho cộng đồng họ không có nghĩ lớn ra họ không có nghĩ cho những người khác khi mà mình đã làm có có tiền là vũ trụ này nó giúp mình để có điều đó các bạn thì mình phải trả lại cho vũ trụ các bạn giống như mình đây thì một năm mình nó dành ra trích ra 10% để mình cho từ thiện để mình làm những cái việc từ thiện các bạn thì như vậy để làm cái gì mình thứ nhất mình làm từ thiện á, thì đỡ cái phần đóng thuế cái phần đó và cái thứ hai nếu mình làm từ thiện á, thì được cái gì thì mình làm từ thiện thì có cái việc người ta sẽ quảng cáo cho thương hiệu của công ty mình và mình làm từ thiện để làm gì nữa? mình làm thiện để mình vui, mình vui thực sự là mình rất là vui khi mình đi làm những cái hoạt động đó. tại mình vui tại sao mà mình vui? tại vì mình làm như vậy mình thấy mình có giá trị cho cộng đồng, mình có thể giúp được nhiều người, cái sức lan tỏa của công ty của mình, của bản thân mình, cái thương hiệu cá nhân của mình cho nhiều người cùng biết, người ta biết đến với cái tên của mình để làm gì các bạn? để cho cái công ty mình nó lớn mạnh hơn các bạn. cho đi là nhận lại rất nhiều các bạn, chứ không phải là cho đi là mất đi. Bạn cho đi có thể cho kiến thức cho tiền bạc rồi cho cái gì nữa? Cho thời gian của bạn để bạn chia sẻ, bạn chăm sóc khách hàng, đó bạn chăm sóc những cái người mà có hoàn cảnh không có tốt, đó là bạn cũng là cho đi rồi. Chăm sóc những cái người neo đơn, chăm sóc những cái hội trẻ em cơ nhở ở bên này cũng có rất là nhiều như vậy các bạn cứ vậy mà 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 mà, mà cho đi thôi. Cho những cái tổ chức hội từ thiện, họ xin tiền thì mình cho, hoặc là mình tới mình tham gia những cái hoạt động đó các bạn đó là cho đi rồi sống hào sản là như thế nào nữa khi mà một cái doanh nhân đã thành công thì cái doanh nghiệp của bạn cần phải làm gì đó cho cái cộng đồng bạn sống ở trong cái địa bàn nào thì bạn cũng làm cho cái khu vực và địa bàn đó cho nó phát triển để cho làm cái gì để cho họ người dân đó tốt hơn thì họ sẽ giúp cho cái doanh nghiệp bạn tốt hơn họ là người quảng cáo cho cái doanh nghiệp bạn tốt nhất đó các bạn họ sống như đó nói ôi cái doanh nghiệp này nè nó giúp đỡ bà con rồi sống làng ở khu này nhiều lắm anh chị em muốn mua rồi ủng hộ nó nó vậy là nó để giúp giúp ngược lại cho bạn rồi đó rồi có những cái doanh nghiệp lớn á, người ta làm những cái việc hào sản rất là lớn các bạn và hào sản ngoài ra nó còn có những cái như thế này nữa nhiều khi á, bạn biết là cái dự án đó mình làm là nó sẽ không có lời và có khi là nó lỗ nữa, nhưng mà bạn phải phải làm lý do là bạn làm về cái dự án đó dự án đó làm từ thiện hoặc là dự án đó giúp đỡ cho cộng đồng rõ ràng nếu mà mình tham gia cái dự án đó mình không có lợi mình còn tốn thời gian và lỗ nhưng được một cái là bạn giúp cho nhiều nhiều người cùng phát triển ví dụ như xây cầu hoặc là xây những cái nhà cho gọi là community house cho những cộng đồng những cái nhà để cho người ta tới người ta sinh hoạt. Nhiều khi người ta nói ok cái 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 tiền cái purchase của cái dự án này nó rất là thấp tại vì chính phủ không có hỗ trợ mà mình mời mình vô để mình phụ người ta. Ví dụ mình làm landscaping hay mình làm thiết kế sân vườn gì, mình làm cho người ta như vậy. Thì rõ ràng nó sẽ không lợi bằng những cái dự án khác của như mình. Nhưng có hai mục đích kinh doanh có hai mục đích các bạn. Thứ nhất là để làm ra tiền và thứ hai để phục vụ cộng đồng nữa các bạn, tạo ra cái giá trị cho cộng đồng. Và cái cái kinh doanh của mình mình hướng tới như thế nào? Mình hướng đến giúp cho thứ nhất là giúp cho bản thân mình thoát nghèo trước đó rồi bắt đầu mình gia nhập vào cái cộng đồng những người giàu rồi sau đó làm gì mình giúp cho những người khác chứ không phải mục đích kinh doanh là chỉ có khư khư làm giàu cho một mình tôi giàu một mình tôi giàu tôi sống trên ốc đảo hoặc tôi đã sống trên lâu đài rồi có những người xung quanh cả họ tôi không quan tâm đó là không phải của mục đích của kinh doanh các bạn đó là mục đích đó là để đầu cơ để cho giàu một mình mình còn nếu mà những người mà kinh doanh mà thành đạt và những người kinh doanh có tâm và có tầm nữa thì họ sẽ giúp những người khác và họ sẽ sẵn sàng chia sẻ cái bí quyết kinh doanh của mình và sẵn sàng giúp cho những thế hệ trẻ để cho những thế hệ trẻ vượt sóng, vượt biển lớn để có thể hóa rồng được các bạn. Chứ những người mà đã thành công rồi, họ không muốn họ một mình, họ không muốn họ làm mai ăn tim, họ không muốn là một cái người ở trên ra ngoài đảo, họ sống, họ giàu một mình họ, không có các bạn. Họ muốn là xung quanh của họ ai cũng giàu hết, đất nước của họ, gia đình của họ và những người đồng bào của họ đều giàu có như họ hết họ không có giấu bí kíp làm ăn giống như mèo giấu cứt đâu họ không có luôn luôn họ không có chuyện là họ bí kíp của tôi tôi giấu tôi sợ những người khác giành giật cái bí kíp đó rồi họ giàu giống tôi thì sao họ không có vậy đâu những người nào mà thật sự là có tâm và họ muốn họ muốn cả nước phát triển và họ muốn những thế hệ trẻ và họ biết là thế hệ trời, trẻ đang bị một cái trục trặc và đang bị những cái mà gọi là cái 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 rào cản và họ bán bị giống như kiểu là bị cái tư duy của họ nó không có tốt đó các bạn họ cứ nghĩ là ok tôi không có khả năng làm giàu được và tôi không 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 lúc nào họ nghĩ trong đầu họ không đủ lực để họ làm nhưng mà thật chất là nước Việt Nam mình rất là nhiều nguồn lực và người Việt Nam mình rất là giỏi chỉ có điều có nhiều người cũng có thể đổ thừa cho chuyện chính trị có đổ thừa cho cái này đổ thừa cho cái kia nhưng mà thật sự thật sự nếu bạn thực sự nếu các bạn chịu khó làm thử và chịu khó ra khơi các bạn có thử bắt những con cá thì các bạn sẽ thấy là chuyện này có thể làm được có thể bạn nói mình nói dốc có thể bạn nói mình 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 ở nước ngoài nên mình nói như vậy nhưng thực chất là làm được các bạn có rất là nhiều người trẻ mà người ta khởi nghiệp thành công rồi nếu bạn không thông tin thì các bạn có thể tìm hiểu mấy cái người đó và bạn có thể làm từ 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 theo kiểu của cà phê trung nguyên người ta làm đó các bạn hồi sao người ta làm được mà mình làm không được có những cái đất nước mà nó không hề có tài nguyên thiên nhiên gì hết đất nước nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi mà nó vẫn giàu có được Singapore đó các bạn tài nguyên của nó là gì tài nguyên của nó là con người đó các bạn đó mình nhắc lại một lần nữa tài nguyên đó là con người nó sống rất là hào sản các bạn nó sống vì cộng đồng các bạn thử bị lũ lụt một phát nó gửi tiền nó tặng cho người khác liền đó nước mấy nước trong Đông Nam Á là có chuyện là nó nó giúp liền ngay lập tức đó các bạn sống là phải như vậy nước Nhật đó các bạn bị hai quả bom nguyên tử đó chẳng có tài nguyên gì không những có không có tài nguyên mà còn bị đóng đất nữa thì sao mà lúc nào Việt Nam nó cũng giúp uh, nó giúp nó viện trợ cho Việt Nam mình nó viện trợ đủ thứ cho Việt Nam mình à, nó cho đi đó các bạn có những người bác sĩ kỹ sư và có những người giám sát công trình qua nó giúp đỡ Việt Nam excuse me miễn phí nó đâu có làm gì đâu nó đâu có lấy tiền đâu nó qua nó giúp rồi nó đi về có những người đó nó qua nó giúp Rồi có thời gian mình có gặp những người đó nó qua giúp Vài tháng ở bên Nhật trả tiền cho nó Qua giúp đã rồi đi về nước Các bạn, ủa tại sao nó lại hào sản như vậy Sao nó sống vì cộng đồng như vậy Không phải cộng đồng nước Nhật không Mà nó sống vì những người nước khác nữa Các bạn hãy hiểu và hãy thử một lần Sống cho người khác, sống vì người khác Sống đừng có khư khư là giữ lại Những cái bí quyết cho riêng mình Hãy cho đi đó các bạn Rồi các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn mình là michael xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh lò khởi nghiệp này của mình các bạn hãy giúp mình chia sẻ video này cho nhiều người cùng coi và hãy like và để lại comment cho mình biết các bạn suy nghĩ như thế nào về video này của mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video sau mình là michael tâm nguyễn rất cảm ơn mọi người đã theo dõi nha chúc các bạn một ngày tốt lành và nhớ là nhớ bấm nút đăng ký và Bấm luôn nút bell nha, nút cái chuông đó các bạn Để có thể nhận được những video mới nhất từ Michael Rồi Xin chào, tạm biệt